mỗi ngày. Bữa tiệc hoành tráng với lẩu nấm tìm củ quả. Mới chào các bạn đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Chương trình được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Đối với phần củ năng thì Minh Phương giúp chịu cho Phước Hưng chúng ta chỉ chẻ đôi thôi. Còn phần nấm đầu khỉ thì chúng ta sẽ cắt thành từng lát dày vừa ăn. Nấm đầu khỉ ngon mà lại rất là nhiều dinh dưỡng, có thể hỗ trợ cho chúng ta lại bệnh giảm sút trí nhớ nữa. Rất là hay đúng không? Đúng rồi. Rồi, phần ngu bàn thì bây giờ chúng ta sẽ cắt lát mỏng. Sau khi mà các bạn chúng ta đã cắt cái phần nấm đầu khỉ cũng như củ năng rồi thì bây giờ Phước Hưng sẽ ướp gia vị vào đây. Cho vào đây một muỗng cà phê hạt nêm Ajinomoto từ nấm hương và hạt sen, một muỗng cà phê tiêu. Và bây giờ chúng ta sẽ trộn đều lên cho gia vị được thấm. Một cái nồi để chúng ta tìm. Cho vào đây khoảng 2 muỗng canh dầu ăn. Cho bo rô vào chúng ta phi thơm nè. Phần bo rô cũng đã thơm, Phước Hưng sẽ cho phần nấm đầu khỉ cũng như củ năng, nấm hương nè. Rồi. Đối với món ăn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ ướp và xào nấm đầu khỉ và nấm hương để loại được cái mùi đặc trưng của nấm. Phương sẽ cho vào đây 1 lít sáo nước. Sao trong món ăn này Minh Phương thấy cho quá nhiều nước vậy Phước Hưng? Thường là chúng ta chỉ sử dụng 1 lít rưỡi hoặc là 1 lít thôi đúng không? Hôm nay Phước Hưng sử dụng 1 lít sáo vì đây là món tiềm thì có cái thời gian phải ninh và chúng ta nấu nó hơi lâu. Thì nó sẽ rút nước xuống. Phần nước trong nồi cũng đã sôi trở lại rồi, Phước Hưng sẽ lần lượt cho ngu bàn vào nè. Để cho tiết ra nước ngọt nè. Và táo đỏ Phước Hưng đã luộc sẵn rồi, chúng ta sẽ cho hạt sen vào luôn. Đối với món tiềm thì quý vị chúng ta nên sử dụng lửa vừa để tất cả rau củ được chín mềm và tiết ra hết nước ngọt. Vậy thì món tiềm ngày hôm nay chúng ta sẽ nấu trong vòng bao lâu hả Phước Hưng? Chúng ta chỉ tiềm trong khoảng 30 phút thôi là đã ăn là đã ngon rồi. Và bây giờ Phước Hưng sẽ nêm gia vị vào đây. Cho vào đây là nửa muỗng canh hạt nêm Ajinomoto từ nấm hương và hạt sen, nửa muỗng cà phê muối và một muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto. Cuối cùng Phước Hưng sẽ cho vào đây phần tiêu chúng ta đập dập nè. Tiêu rồi. Xanh đập dập đúng không? Đúng rồi, và đây cũng là một cái lưu ý cho quý vị nha. Chúng ta sẽ để tiêu vào sau cùng để tiêu được chín và giữ được cái hương vị đặc trưng. Và bây giờ Phước Hưng sẽ tắt bếp nè, chúng ta sẽ đem ra trình bày ra thôi. Những món tiềm phải ăn lúc mà còn nghi ngút khói như thế này. Minh Phương nghĩ rằng trong món ăn này á, mặc dù là món chay nhưng mà khi mà chúng ta kết hợp các nguyên liệu cũng cả một nghệ thuật đó đúng không? Đúng rồi. Cuối cùng Phước Hưng sẽ cho lên đây một ít hành bo rô phi thơm nè. Rất là tuyệt vời luôn. Nồi lẩu cực kỳ bắt mắt với các loại nấm và táo đỏ. Nước dùng thì thanh trong, ngọt hậu từ củ quả. Ngu bàn thì mềm ngọt, hạt sen thì bùi bùi. Ăn tới đâu là đã miệng tới đó.